Hằng xin chào mừng quý vị đến với chương trình Talk Show của công ty SGVN Địa ốc và Tài chánh ngày hôm nay. Qua số điện thoại đó là 714-489-7816, 714-489-7816. Quý vị có thể liên lạc qua số điện thoại đó là 714-331-4703, 714-331-4703 với license number là PB18216, Tài chánh NMLS 3013 hoặc là 127-1394. Ngày hôm nay trở lại với chương trình của công ty SGVN, quý vị nào cần để mà tìm những cái căn nhà khác nhau trên 50 tiểu bang, quý vị có thể liên lạc. Đồng thời nữa là quý vị nào mà đang mơ ước để mà sở hữu một căn nhà mới thì chúng ta làm luôn nó như thế nào, thì Nancy có thể chia sẻ cho quý vị biết được là đầu tiên hết thì bây giờ mình ước mơ nhiều đi, năm tới 2018 thì bây giờ quý vị khán giả đang suy nghĩ là muốn mua một căn nhà mới thì cái vấn đề làm luôn như thế nào, hoặc là mình có những cái chương trình nào, Nancy? For to actually buy a house, again, it's, you know, we could actually go off of the renovation loan for 3.5% down FHA, and you could go in and actually fix your home however way you want up to your approval amount. So, for instance, say if you are qualified for $300,000 and you come across a home for $150,000, well, you still have that extra to actually pretty much apply towards the renovation, remodeling of your home. Thưa quý vị, thì Nancy cũng có chia sẻ đó là bây giờ nếu mà quý vị đang muốn, đang có căn nhà mà quý vị muốn sửa chữa lại cái căn nhà đó thì quý vị có thể làm luôn lại, đúng không? Với chương trình gọi là it's the renovation. Renovation là một cái chương trình là chuyên để mà sửa chữa lại nhà của mình thôi. Thì how many down again? 3.5%. 3.5%. Mình đang xuống với cái giá trị của căn nhà. So you have to do appraisal first. It's a very more in-depth process, but yes, the appraisal will have to go in there to see how much the home is valued, but that appraiser is also the person that goes in there to actually let you know what the future value of your home would be after the remodeling has been done. Có nghĩa là cái procedure nó như thế này đó quý vị, đó là chúng ta đang có sở hữu một căn nhà mà quý vị muốn sửa chữa lại cho nó có thể upgrade lên, để giá trị mình có thể tăng lên, thì đầu tiên hết nó có nhiều cái quá trình để mà bên tài chánh họ có thể yêu cầu để mình làm, để mà mình có thể làm cái loan. Nhưng mà đầu tiên hết á, thì chúng ta cần là 3.5% để chúng ta có thể làm cái loan này để mà sửa chữa lại nhà của mình. Bên cạnh đó thì họ sẽ thường thường một trong những procedure phải có đó là chúng ta bên nhà băng họ sẽ đưa gọi là người định giá cái căn nhà của mình bây giờ là bao nhiêu và cái tương lai khi mà sau khi sửa chữa rồi thì nó là bao nhiêu, thì chúng ta có thể là coi, nhà băng họ sẽ coi và họ sẽ giúp cho quý vị lấy tiền ra rồi chúng ta sửa chữa lại căn nhà, rồi chúng ta có thể gọi, đôi khi người ta muốn bán nhà, đúng không Nancy? Nhiều khi sửa chữa xong thì họ muốn nâng cái giá trị của căn nhà lên để mà có thể bán dễ dàng hoặc là đẹp mắt hơn, hoặc là chúng ta cũng có thể là mình mua một cái căn nhà cũ xong rồi cái là mình về mình vay tiền, khi mà trả off xong rồi thì mình có thể vay tiền lại để mà mình làm cái căn nhà đó sạch sẽ hơn, tươm tất hơn, đẹp hơn, hoặc là đại khái là sang trọng hơn, đúng không Nancy? Mà thường thường cái này thì nó có khó không? Có khó làm loan hơn không, hoặc là những cái loan đầu tiên mà mình làm? It's not difficult at all to do. Actually, the process, it's a little bit longer than your regular closing time, just because they go in and remodel the home after you close on the house. So they go in there after you close on your home, and then the contractors actually start on the project and the remodeling of the home for you. So the downside is that you will be living through the remodeling process of it, but you know what's being done as your home is being remodeled. Thưa quý vị, thì Nancy có nói đó là cái làm loan để mà mình sửa chữa lại căn nhà của mình thì nó lâu hơn những cái loan thường, có nghĩa là mà mình sẽ trải qua cái thời gian gọi là trong lúc mình làm loan thì sẽ có những cái người họ vào họ sửa chữa căn nhà của mình, rồi sau đó thì cái loan họ mới approve, đúng không? Thường thường thì những người mà no, actually the loan is approved and we close on the home and then the contractor goes in to do the remodeling. Okay. So. Có nghĩa là mình sẽ làm loan trước và được approve rồi.
thì những người mà vô sửa chữa nhà của mình bắt đầu mới bắt đầu sửa chữa. Vậy thì sau đó thì khi mà họ sửa chữa xong thì nhà băng mới trả tiền cho họ đúng không? À, có nghĩa là sau đó thì khi mà sửa chữa rồi thì nhà băng họ sẽ trả cho những cái The contract. yes, the bank actually funds the money with each milestone of the remodeling. So, usually what it's called is a draw, and a draw is when the money is actually being dispersed, is giving out to the contractor. Okay. So Nhưng usually. mà những cái subcontract đó đó, những người mà contract mà để sửa nhà mình đó là do mình tìm hay là nhà băng họ sẽ chọn? No, the homeowner has their own. Uh, À, mình có they thể they chọn bất cứ they người get to nào. choose anybody who's fully licensed with insurance Oh, for ok, that. có nghĩa là rất là vui thì trong cái quá trình Thúy Hằng thì chưa chưa có làm qua cái luồng này, nhưng mà Thúy ngày nghe Nancy nói đó là chúng ta có thể chọn, mình được approve với nhà băng rồi thì mình có thể chọn những cái người nào mà sửa chữa nhà cho mình, rồi sau đó thì nhà băng họ 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 lo take care để mà trả những cái đó thì rất là tốt. Thành ra cái đó là một niềm vui. Quý vị nào đã có căn nhà rồi và mình muốn sửa sang lại thì quý vị có thể liên lạc qua số điện thoại đó là 714 489 7816, 714 489 7816. Quý vị cần mua nhà, tìm làm loan hoặc là đang muốn sửa chữa nhà, quý vị có thể liên lạc, vì công ty của chúng tôi sẽ có những nhà băng khác nhau để mà giúp quý vị có thể mua lần đầu nè, rồi hoặc là quý vị có thể là không có chứng minh được income cũng có thể mua được, hoặc sửa sang lại cái credit của mình, hoặc là quý vị có thể là sửa nhà trong lúc mà mình đang ở và mình muốn upgrade nó lên thì nhà băng vẫn có thể giúp cho quý vị. Or Nhưng mà even we also have a program where anybody who even wants to buy land to build new, we have that as well. So Wow, thưa quý vị, có nghĩa là quý vị nào mà đang mơ ước để mà cất một cái căn nhà để mà chọn những cái mẫu mã riêng của mình, hoặc là một cái vùng đất nào mình thích, cái đó là cái rất là nhiều người thích, thì cũng có những cái trường hợp nhà băng mà chúng tôi có thể gửi đến quý vị để quý vị có thể mà mua cái đất, đúng không Nancy? Mua đất xong rồi sau đó thì mình làm loan để mình cất nhà. Thành ra một lần nữa 714 489 7816. Đây là chương trình talk show của công ty SGVN Địa ốc và Tài chánh với license là PB18216, hoặc là về bên Tài chánh NMLS 3013, Nancy Nguyễn 127-1394. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Nhưng mà trước khi mà chúng ta chia tay cùng quý vị khán giả thì Nancy có thể cho biết là một số quý vị thắc mắc là nếu như họ đang bị bankruptcy thì mình có loan nào cho họ không? Yes, there are programs available for that. 1 year and 1 year out of bankruptcy and 1 year out of foreclosure for certain clients. Obviously, we have to review the information beforehand, but that is a product that's available for those who just graduated from medical school, lawyers, graduating pretty much from grad school, and so that program is available for those who are going through that process of foreclosure. Có nghĩa là thường thường là And mình divorces and too is divorce. another one. And then when you mention about the lawyer school. Oh, for anybody who just graduated Oh, and okay. they have to move from state to state, so they have to let go of one Ah, house, or okay. just given it's a case by case, Oh, to ok. be honest. Nhiều chương trình lắm quý vị ơi, tùy theo trường hợp và tùy theo tiểu bang thì Nancy có thể giúp cho quý vị. Có nghĩa là nếu mà quý vị bị bankruptcy, bị phá sản, trong cái trường hợp bị phá sản thì ra khỏi một năm, đúng không Nancy? Ra khỏi một năm thì cũng có những cái chương trình để mà giúp quý vị. Hoặc là quý vị mới ra trường, bác sĩ hoặc là kỹ sư, hoặc là hoặc mình đổi từ một cái tiểu bang này qua một cái tiểu bang khác mà mình phải bỏ căn nhà này mà tìm một căn nhà khác, thì chúng tôi cũng có những chương trình khác nhau, rất là nhiều trường hợp mà Nancy có thể giúp quý vị. Và đặc biệt một cái điều mà Thúy Hằng rất là thấy là Nancy rất là thành công trong thời gian qua,
đó là sửa lại cái credit quý vị. Quý vị bị bad credit, quý vị không có thể mua nhà, không có làm loan gì được hết. Những cái trường hợp nào mà đang gặp khó khăn, quý vị có thể liên lạc ngay lập tức để mà Nancy có thể trả lời cho quý vị với số điện thoại đó là 714-489-7816 hoặc là 714-331-4703. Ngày hôm nay rất là vui, Nancy đã đến rất là nhiều chương trình và trong tương lai Nancy sẽ trả lời rất là nhiều câu hỏi. Có thể trong những cái chương trình tới chúng tôi sẽ có Nancy để mà trả lời trực tiếp những cái câu hỏi quý vị đang thắc mắc. Thành ra mong rằng quý vị sẽ đón xem những chương trình Địa ốc và Tài chánh của chúng tôi ở SGVN với license là PB18216. Quý vị nào cần mua nhà những cái khu vực khác nhau, những tiểu bang khác nhau, quý vị cũng có thể gọi qua số điện thoại này để mà chúng tôi có thể tìm những cái nhà băng khác nhau. Cảm ơn Nancy rất là nhiều chia sẻ về những cái kiến thức để mà những cái loan khác nhau để quý vị vay tiền ngày hôm nay. Cảm ơn Nancy một lần nữa nha. Yeah, và thank you. Chúc cho quý vị đạt được cái mơ ước để tìm được một căn nhà vừa ý để chúng ta an cư và lạc nghiệp, và cũng không phải là khó để mà chúng ta có được một căn nhà mơ ước khi quý vị có được những chuyên viên về địa ốc và tài chánh với nhiều kinh nghiệm khác nhau, nhiều cái trường hợp khác nhau để mà giúp cho quý vị. Một lần nữa xin quý vị hãy liên lạc ngay nếu quý vị có những nhu cầu về địa ốc và tài chánh với công ty SGVN, đó là 714-489-7816, 714-489-7816. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau. Bạn đang lo lắng vì một làn da xấu? Đừng lo, White Angels sẽ mang lại cho bạn một làn da trắng mướt mượt mà như là một thiên thần trắng. Mỗi người có một tiêu chuẩn khác nhau để đánh giá vẻ đẹp toàn diện. Một làn da trắng rạng ngời từ lâu vẫn được xem như là một tiêu chuẩn chung của phụ nữ Á Đông. Hãy xóa bỏ những lớp da cằn cỗi của thời gian, xóa đi những vết rỗ thần kỳ. Một làn da trắng muốt mượt mà dành riêng cho bạn sau 7 ngày sử dụng. Bảo đảm White Angel tẩy sạch những vết nám tàn nhang, đồi mồi. White Angel là chìa khóa cho sự thành công của sắc đẹp. Bộ kem trọn bộ 6 hộp với giá 280 đồng. Order ngay hôm nay để được tặng một hộp kem dưỡng da collagen trị giá 89 đồng, bảo đảm hoàn tiền lại 100% nếu không có hiệu quả sau 7 ngày sử dụng. Công ty High Limit xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị kem tăng mỡ 7 Super Diet Slim là một liệu pháp massage giảm cân hiệu quả của Nhật Bản, sản xuất bằng công nghệ hiện đại, sử dụng kem mỗi ngày để có được một vòng eo thon chắc và hiệu quả tuyệt vời như ý muốn của mình sau 1 hay 2 tuần sử dụng. Hiệu quả đánh tăng mỡ phần bụng, eo, đùi nhờ gel tạo những tác dụng massage cực mạnh, phát nhiệt ở vùng tích tụ mỡ, đốt cháy năng lượng dư thừa. Hãy tự tin yêu đời với một vóc dáng thon gọn hôm nay với giá 79 đồng một lọ. Xin quý vị hãy liên lạc 714-331-47. Công ty High Limit xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một loại dược thảo thần kỳ là một khám phá mới trong thế giới y học, như là một loại dược liệu trị bá bệnh, đó chính là thuốc nghệ Nhật Bản. Thuốc nghệ Nhật Bản có thể ức chế tiêu diệt tế bào ung thư, hạ huyết áp, giảm cholesterol, phòng ngừa trụy tim mạch, rối loạn tiêu hóa, bao tử sưng viêm và nhiều căn bệnh khác. Ngoài ra giúp tăng cường sức khỏe, phục hồi lá gan và làn da bị nám. Dược thảo trị bá bệnh đó chính là thuốc nghệ Nhật Bản 100% nguyên chất, đang có chương trình sale đặc biệt mua 3 tặng 1. Thức dậy mệt mỏi, cơ thể đau nhức, vóc dáng khó coi, da mặt tàn tạ, phải làm sao đây? Hãy tìm vào trang nhà beautyshopbyus.com để xoay ngược thời gian, lấy lại tuổi xuân từ sắc đẹp đến vóc dáng, tìm mua trọn bộ 30 ngày đẹp khỏe ốm ngay hôm nay qua số điện thoại 714-331-4703 để tìm lại vóc dáng eo thon với dược thảo dâu tầm hoặc Gardenia Cambogia làm từ trái nụ, phối hợp với kem thoa giảm ốm Super Slim Gel để xóa tan những vùng da chảy xệ, đánh tan mỡ thừa, giải độc tố, giải phóng lượng nước ra khỏi cơ thể, giúp giảm cân với Veggie Slim Drink nước trái cây thay cho bữa ăn, bổ sung cơ thể với 180 loại rau quả trái cây khác nhau, giảm sự thèm ăn, bổ sung đầy đủ vitamin dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể, giúp làn da căng sáng mượt mà với chất oxy hóa của rau quả trái cây. Chương trình 30 ngày đẹp khỏe ốm sẽ giúp cho bạn thành một người đẹp mới đơn giản, tiện lợi và hiệu quả, giúp giảm cân mà không cần phẫu thuật. Hãy sống đẹp, sống khỏe, sống yêu đời với trọn bộ 30 ngày kỳ diệu. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-331-4703. Làn da của phụ nữ như những cánh hoa hồng kiêu sa và dịu mát, nhưng theo thời gian, tuổi xuân ấy không còn nữa.
công ty High Limit xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị bộ kem TMA 60 giây Instant Facelift đã được bào chế bởi các bác sĩ chuyên gia của Hoa Kỳ, sử dụng trong vòng 2 tuần TMA Collection. Từng tế bào của làn da sẽ được đổi mới, rạng người, tỏa sáng, mượt mà của tuổi thanh xuân. Xin quý vị hãy liên lạc ngay 714-331-4703 hoặc quý vị có thể vào thuyhangshop.com. Công ty High Limit xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị phấn trang điểm Magic Auric sẽ giúp cho bạn có được một làn da đẹp rạng ngời, trắng mướt tự nhiên. Chỉ duy nhất một sản phẩm kem Magic Auric, bạn có thể làm 6 việc cho làn da của bạn cùng một lúc như là dưỡng da, trắng da, giữ ấm và làm sáng da, che đi những khuyết điểm, chống nắng, có chất collagen che đi những vết nhăn. Phấn trang điểm rạng ngời giữ lâu không phai, hãy tỏa sáng mượt mà với Magic Auric. 714-331-4703, 714-331-4703. Chọn bộ trang điểm Purum của Hàn Quốc sẽ mang lại cho chúng ta một nét đẹp tự nhiên. Một phấn nền của hạt trai tạo cho làn da tỏa sáng, nhưng hợp chất phấn nền cung cấp nước nuôi dưỡng cho làn da khi trang điểm, tô điểm má hồng cho vẻ ngoài lung linh tươi mát, ửng sáng hồng đầy sức sống, màu mắt quyến rũ làm cho da của bạn tỏa sáng hơn. Với thành phần khoáng chất vitamin B5 không hề gây tổn hại cho làn da mà ngược lại bảo vệ cho bạn, hạn chế tối đa sự lão hóa. Trọn bộ trang điểm 6 món với giá 139 đồng. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-331-4703. Ai xin ra quả ngọt cho mọi cánh ông vàng, ai xin em đẹp thế cho lòng anh sống sang. Hãy trẻ hóa thân hình của bạn hôm nay 10 tuổi nhé. Mimi Wonder Pack sẽ giúp cho bạn làm điều đó. Bạn đang khổ sở vì nhịn ăn, không cần nhịn đói. Bạn có nhiều chỗ mỡ xấu xí, hãy dán lên bụng hoặc nhiều nơi trên cơ thể mỗi ngày 8 tiếng. Sau 4 tuần, voila, quần áo sẽ rộng ra bằng gấp đôi tập thể dục. Hãy gọi ngay số điện thoại 714-331-4703. Hãy sống vui, sống khỏe, sống trẻ đẹp với Mimi Wonder Patch. Hãy giảm cân hôm nay một cách an toàn và hữu hiệu nhất, sử dụng dược thảo dâu tầm. Dược thảo dâu tầm được chiết xuất từ trái cây và các loại thảo mộc, trái dâu berry mang đến cho bạn tác dụng giảm cân hiệu quả cực kỳ nhanh chóng mà không mang lại bất kỳ cảm giác hay triệu chứng mệt mỏi hoặc tác dụng phụ nào. Các thành phần trong trái dâu berry còn giúp chúng ta có được một làn da cực kỳ tươi trẻ và săn chắc. Tác dụng giảm cân, hàm lượng axit amin carbohydrate và các vitamin, những chất dinh dưỡng này cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể và làm giảm sự thèm ăn, giảm tích lũy chất béo trong cơ thể, tăng quá trình chuyển hóa. Chất xơ làm cho bữa ăn lớn hơn và lưu lại lâu hơn trong đường tiêu hóa, nên làm giảm sự thèm ăn một cách tự nhiên, tăng cường chuyển hóa, đốt cháy nhiều calo ngay cả lúc nghỉ ngơi. Dược thảo dâu tầm với giá 39 đồng một chai, mua 5 tặng 1, giúp cho chúng ta có được một thân hình thon gọn, trẻ trung trong thời gian sớm nhất. Mọi chi tiết đặt hàng quý vị có thể liên lạc qua số 714-331-4703, 714-331-4703. Sức khỏe và sắc đẹp bắt đầu như những cánh hoa hồng kiêu sa dịu mát. Làm sao cho những cánh hoa ấy không tàn phai? Làm sao giữ mãi tuổi thanh xuân? Làm sao giữ mãi một sức khỏe dẻo dai? Hãy xoay ngược thời gian hôm nay với Stem Cell Collagen Drink. Đẹp từ trong ra ngoài, xóa dứt nám tàn nhang đồi mồi, da đẹp mượt mà như thời thơ ấu, xương khớp mạnh khỏe dẻo dai. Hãy bảo vệ sức khỏe và sắc đẹp với Stem Cell Collagen Drink. Trả lại tôi tuổi 20 ngày nào. Từ đây về sau, nhuộm tóc không còn lo rụng tóc hay hư tóc nữa. Dầu gội tóc mây Natural Technology for Healthy Hair được sản xuất từ Nhật Bản là loại dầu gội làm nhuộm màu tóc bằng 20 loại dược thảo khác nhau, hà thủ ô, nhân sâm, linh chi, không có chứa hóa chất gây hại, ít dị ứng và rất dễ sử dụng. Tóc đen óng mượt trở lại sau mỗi lần gội đầu, thật tuyệt vời. Chỉ sau gội đầu, bạn sẽ có lại một mái tóc đen huyền, giản dị, an toàn và tuổi trẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-331-4703. Nàng đẹp tự mai đào, nàng hiền tự giấc mơ. Hãy chứng tỏ tình yêu và nói lên sự cao quý về người ấy bằng những viên ngọc trai thật giá trị và những vòng nữ trang thạch anh cao quý nhất. Nữ trang chính là những món quà ý nghĩa nhất thay cho lời muốn nói cho một ai đó.